Xin chào các bạn, hiện tại thì mình sẽ hướng dẫn cái cách cài một cái ứng dụng YouTube chuẩn trên các cái dòng Smart TV Philips modem series 5800 để nó không có bị lỗi đang dùng tự vang ra. Thì đầu tiên thì khi mọi người vào cái Philips Store thì mọi người sẽ thấy ngay một cái ứng dụng là ở một video thì nó sẽ có một cái ứng dụng là Smart YouTube. Thì nếu như cài đặt cái ứng dụng này thì dùng khoảng vài phút thì nó sẽ tự đá văng ra khỏi cái ứng dụng và không thể sử dụng được. Vì vậy thì không nên cài cái ứng dụng này cho khách hàng khi mà giao sản phẩm. Thì để cài đặt được cái ứng dụng YouTube thì các bạn vào Video Live, download cái ứng dụng này. Cái ứng dụng này nó có dung lượng khoảng 21 MB thôi. Mọi người cứ download cái ứng dụng này xong. Cài đặt xong và mở ứng dụng này lên thì mọi người bấm vào một cái video bất kỳ trên cái ứng dụng này thì nó sẽ có một cái biểu tượng play. Mọi người bấm play, lúc này nó sẽ hỏi là bạn có muốn YouTube không được cài đặt trên cái ứng dụng này, bạn có muốn cài đặt nó hay không thì chọn OK, sau đó cài đặt. Thì cái ứng dụng mang biểu tượng mà tên YouTube này nó mới đúng là ứng dụng để xem YouTube, và ứng dụng này nó sẽ không bị lỗi các cái lỗi ví dụ như đang dùng tự băng ra hoặc là không load được video. Thì sau khi cài đặt xong, mọi người vào phần Smart TV thì sẽ thấy hai cái ứng dụng là Video Live và YouTube. Thì để xem được YouTube ở Việt Nam thì cứ dùng ứng dụng YouTube này thì nó sẽ không bị lỗi. Trong trường hợp một số bạn, số khách hàng đã cài đặt cái ứng dụng Smart YouTube trước và đang bị lỗi thì đã cài đặt ứng dụng này và hiện tại đang dùng bị lỗi thì mọi người nên thực hiện cái thao tác reset lại TV, sau đó mới cài lại ứng dụng thì nó mới không đảm bảo không bị lỗi. Thì để reset lại TV thì mọi người sẽ vào cài đặt của TV, cài đặt lại TV, cài đặt TV và bấm cài đặt lại TV. Bấm OK thì lúc này nó sẽ reset lại TV và cài đặt giống như lúc mới mua. Thì lúc đó mọi người kết nối wifi và vào Philips Store để cài Video Live và cài YouTube. Còn nếu như các bạn muốn cài nó về nhà sản xuất thì có thể làm theo cái thao tác này. Đầu tiên là mọi người bấm option trên remote, cái option đây. Sau khi bấm option thì nó hiện ra cái bảng này. Mọi người tiếp tục bấm các cái phím là 1 và bấm số 9 3 lần. Sau đó bấm phím back là phím quay lại. Thì cái bảng factory reset này hiện lên thì mọi người phải bấm OK. Thì lúc đó TV nó sẽ đưa về trạng thái nhà xuất xưởng. Trạng thái nhà sản xuất thì lúc đó sẽ cài đặt lại giống như một TV mới và cũng cài đặt lại Video Live và cài YouTube thì nó sẽ không bị lỗi nữa. Cái hướng dẫn này dành cho tất cả các cái anh chị em kỹ thuật điện máy và Nguyễn Kim đi cài đặt cho khách hàng, cũng như các khách hàng đang bị lỗi sử dụng YouTube không được trên các cái modem TV Philips 5800. Mình cảm ơn.